Tên là Nguyễn Huỳnh Anh An, năm nay em 10 tuổi. Em tên là Thanh Thành Minh Nhật, năm nay em 10 tuổi. Em tên là Nguyễn Thị Anh Tuyết, năm nay em 18 tuổi. Em tên là Anna Nguyễn Ngọc Thúy Hà, năm nay em 17 tuổi. Em tên là Anna Nguyễn Hải Đình Nhi, em năm nay 19 tuổi. Dạ, em không biết. Dạ, đó là ngày của mẹ. Mẹ của em là một người có đức hy sinh rất là lớn, luôn chăm lo cho gia đình và những điều tốt đẹp nhất cho gia đình. Mẹ của em là người hơi nóng tính một xíu, thẳng thắn, nhưng mà mẹ em rất là tận tình. Tuy mẹ không nói nhưng mà mẹ luôn quan tâm chăm sóc tụi em rất nhiều. Mẹ em thì rất là yêu thương con cái. Mình là người rất là hiền hậu, thích là hiền. Là các bữa ăn mà mẹ hay nấu cho em. Em rất là kiên nhẫn khi mà dạy chúng em một chút một, rất là điều rất là mẹ. Tuy mẹ em có hơi khó tính một xíu nhưng mà mẹ em luôn yêu thương tụi em. Mẹ em có hơi muốn mỉm một xíu, em thích sự muốn mỉm của mẹ. Em thích sự mạnh mẽ cũng như là hướng ngoại của mẹ. Mẹ em mang mua cho em nhiều đồ chơi nhưng mà bây giờ không có bên em nữa. Mẹ em mất. Mẹ em mất. Ôm con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông. À má, sang hê, mẹ tao chưa xe không? Dạ em rất là thương yêu mẹ. Dạ thứ nhất là em muốn nói là con rất là yêu mẹ, và thứ hai là em muốn xin lỗi mẹ vì khi dù em làm sai em không bao giờ nhận lỗi và em luôn luôn làm những điều làm cho mẹ buồn lòng. Trong thời gian qua thì có thể là con với mẹ chưa có hiểu nhau cho lắm nên là sẽ ra những bất đồng, nên là có cãi vã rồi giận hờn thì con chưa bao giờ trực tiếp nói là xin lỗi mẹ cả, nên là con xin lỗi mẹ và mong là mẹ sẽ tha thứ cho con. Cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, nhưng tháng ngày lầm lũ vì con. Trên thời gian này, đơn vị nào còn yêu con, nếu mong con sẽ có một sự yêu. Mẹ hy sinh tất cả, chỉ mong con yêu mẹ. Hãy yêu thương và trân trọng những giây phút quý giá khi còn có mẹ, đừng để khi mất mẹ rồi mới tiếc nuối hai từ giá như con.